Đoàn Văn Hậu khóa môi bạn gái cực ngọt khiến các fan girl hờn ghen. Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tình đề bình bên Doãn Hải My khiến dân tình không khỏi ghen tị. Trên Instagram, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cùng chia sẻ bức hình khóa môi cực ngọt ngào giữa trời đông lạnh giá. Khoảnh khắc tình đề bình này khiến dân tình không khỏi ghen tị. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, cầu thủ gốc Thái Bình người bạn gái hot girl chăm chỉ phát cẩu lương hơn hẳn. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được nhận xét rất đẹp đôi. Tình yêu của cả hai được công chúng ủng hộ kể từ khi xuất hiện nghi vấn hẹn hò, bộ đôi đã được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Tin đồn hẹn hò cả hai bắt nguồn từ 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam cầu thủ chỉ follow một mình Hải My trên mạng xã hội và ngược lại người đẹp cũng follow nam cầu thủ. Khi đó, cô nàng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, không ít lần, người hâm mộ bắt gặp cầu thủ sinh năm 1999 và Doãn Hải My hẹn hò, thậm chí, họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm. Trước đó, Văn Hậu cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với người nhà của Doãn Hải My. Và ngược lại, Doãn Hải My cũng được lòng gia đình bạn trai. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Doãn Hải My được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà. Sau khi công khai chuyện tình cảm, có nhiều tin đồn cặp đôi sắp lên xe hoa. Bạn gái Đoàn Văn Hậu đã lên tiếng đính chính, My là cô gái độc lập và luôn muốn có một sự nghiệp vững vàng. Hiện tại My đang là sinh viên năm cuối, việc học sẽ được ưu tiên hàng đầu. Bản thân Hậu cũng là một cầu thủ muốn cống hiến rất nhiều cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Vì vậy, tin đồn về đám cưới là hoàn toàn không đúng.